xuống dưới đây nhưng mà nó không biết. Nó không biết chứ đây là nhà của em. Ha ha ha, đúng là đồ ngốc. Thịt này mình ngồi để mình nướng. Trời ơi, cảnh đẹp, mát mẻ, ăn thịt nướng hết bài luôn. Hello. Nhờ. Ủa? Cái gì vậy? Sao em không đi ngủ? Chưa có bồ ngủ. Ủa vậy hả? Ủa vậy hai cái bạn kia đi ngủ rồi hả? Ngủ hết trơn rồi nhưng mà em ra đây em có chuyện muốn nói với chị. Cho nè. Dạ. Ôi trứng rồng em đợ mà. Ủa em lấy đúng đâu rồi ra vậy? Thôi chị cần gì biết, chị chỉ cần biết đó là món quà của em tặng cho chị là được rồi. Tại vì em biết rằng con gái phải được tặng quà mà em đã tặng cho cái bạn creeper kia rồi nên bây giờ em phải tặng chị chứ. Ok chị cảm ơn nghe. Vậy ăn thịt nướng không? Có. Enderman ăn gì? Enderman ăn thịt nướng luôn hả? Enderman ăn tất cả mọi thứ luôn. Ok thì chị luôn. Không được nha, bậy nha, bậy nha, bậy nha. Bây giờ đi vô ngủ đi. Ai xin đập lửa của anh ta? Để thịt nướng mà. Ơi con này nó quậy ghê á. Ngủ đây bye bye. Này chẳng khác nào nó đuổi mình đi ngủ luôn á trời. Người ta đang mới vừa khen cảnh đẹp, không khí mát mẻ, nướng thịt hết bài. Cái nó ra nó đập luôn cái đồ nướng của anh ta luôn. Ủa nhưng mà nó tặng cho mình cái trứng rồng để làm cái gì nhỉ? Thôi kệ, mình cứ để đây đi. Ok. Mình để đó, để và kiểu kỷ niệm được con Enderman tặng quà. Ngầu phết nhờ. Đi ngủ. Ú là trời, hình như hồi nãy mình mới thấy một cái con ender con gì nó chạy ngang đúng không ta? Xung quanh đây là của con người mà sao dạy bọn quái vật này dám tới vậy trời? Phải đi lên xử điệp tụi nó mới được, bắn từng đứa. Trời đất ơi, đây là cái chỗ có con enderman thấy hả? Trời tụi này tiếng hóa hết rồi, phải diệt chủng tiêu gì cho tụi nó chết hết mới được. Mà nó đâu? Ở đâu? Trời tôi nghe mùi của nó đâu qua đây. À, có mùi nguy hiểm. Có mùi nguy hiểm. Gì vậy? À, cái gì vậy? Gì trời ơi creeper, cậu làm cái gì vậy creeper? Nổ nhà luôn rồi. Kêu người mấy con người ta sợ nữa. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Mình còn một cái trứng ender nữa. Một cái trứng rồng ender. Từ từ đúng rồi. Để mình phải lên xem là cái trứng rồng ender nó nở ra chưa. Mình có bạn đồng hành đi chung chứ mình đi một mình khó lắm. Để đi lên mới được. Lên tới rồi. Tới rồi. Ui hình như cái trứng này nó sắp nở rồi. À, để một tí nữa nó sẽ nở không ta? Chắc là đợi một tí nữa nó sẽ nở quá. Ra đi ngồi kiếm gì ăn rồi tự nhiên đói quá. Nhưng mà bây giờ mình lo cho mấy đứa kia quá. Không biết tụi nó có bị gì không nữa. À, tội nghiệp quá à. Ôi mình nghe cái tiếng gì nè. Ôi ơi cái trứng. À cái trứng nở rồi. Ê đừng bay vòng nữa, đừng bay lòng vòng nữa. Lại. Trời sao rồng mất nở rồi sao? Mẹ. Không phải chị đâu phải mẹ của em. À, nhưng mà bây giờ mẹ. Không, bây giờ chị không phải là mẹ của em nhưng mà bây giờ em có muốn đi chung với chị không? Đi chung có. Con rồng này nó bị cái gì trời, nó bay kiểu gì vậy? À, em có được ổn không? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Em có đi đâu. Nhưng mà bây giờ em bay được không? Em bay được mà đúng không? Vậy thôi, em mới tập bay à, bay hơi lâu. Vậy thôi bay vậy thôi, để chị đi bộ. Đi xuống đây với chị nè, nhanh lên. Đi. Em chở chị cho lên người em đi. Được không? Được. Hình như... À đây. Được rồi. Em thấy cái cổng điện ngục không? Cái cổng này nè. Này hả? Tụi mình bay vô, đi vô. Đi vô. Ok. Ok, có bạn đồng hành rồi. Được rồi. Đi rồi, đi đâu nữa? Đó rồi. Trời ơi, em bị gì vậy? Xem em cúi xuống đất hoài vậy? Tại sao em bay nó vậy á? Nhưng mà bây giờ chị biết kiếm mấy bạn kia ở đâu? Go. Nghe tiếng ai chị ơi? Ui, Yuppie kìa. Nhưng mà bây giờ ở đây là ba không mà. Ôi, bị nóng quá. Ê,
kìa cô ơi. À, bây giờ chở Chihuahua nha. Em chở Chihuahua bển được không? Ừ, chở Chihuahua bển đi. Đừng. Cái gì mà sao cái chuối đầu xuống đất vậy trời? Chihuahua chị đó ơi. Chị nè. Đây. Sao chị lên được? À, chị đi dưới đất mà. Cô ơi. Ơi cô. Ok, lên rồi. Go. Ủa đây rồi. Rồi chị ơi, cứu em. Ơi, em có sao không vậy? Em có sao không? Không, nhưng mà cứu em đi. Đây. Thoát rồi. Vậy còn mấy bạn kia đâu? Bạn kia ba nè, thôi từ từ đó. Ơi, Ripper hả? Bạn nhỏ đó. Ripper, đừng bỏ nữa. Giúp nè. Cha. Ôi ơi, sao cái này nó cứng quá vậy? Đập ở dưới. Không, em có cách, em có cách để lên. Cái gì? Đập ở dưới nè, đập ở dưới nè. Ừ, đập ở dưới nè. Được chơi. Cái gì vậy? Mọi người đánh cứu mình kìa. Sức mạnh con rồng. Yeah. Ai? Đừng. Ai? Đừng. Em đừng có quậy nữa. Ai được rồi. Còn bạn Enderman đâu? Còn bạn Enderman đâu? Ở dưới kia kìa. Ở dưới. Đây nè. Đâu rồi? Cổng nè. Đi ơi, Creeper. Cổng rồng hả? À, vậy là đúng rồi, dưới đây nè. Rồi, giờ đi vô cổng rồng, giết rồng hả? Chị sợ đi vô cổng rồng nữa. Của em nè. Ê, chưa? Ủa, Creeper đâu rồi, Creeper ơi? Em đang nghe, em bị kẹt đây rồi. Ủa, Creeper đâu? Em bị kẹt ở đâu vậy? Em bị kẹt trong cánh cổng, em qua không được. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Ê, Creeper này, đi. Đi hay chạy, nhanh lên. Nghe em mới bị lắc hay gì á. Nhảy vô đi Creeper. Bây giờ mình phải đi qua mình cứu em bé Enderman thôi các bạn. Em bị lắc nữa hay gì rồi chị ơi? Em đứng đây nè. Ủa cái gì vậy? Sao vậy? Qua bên đây nhanh đi. Không thể qua được. Để chị qua bệnh trước nha. Có gì thì em cứ từ từ qua nha. Không sao đâu, chị qua chị cứu bạn Ender cái. Qua đây nhanh. Mọi người. Ok, chị qua rồi. Nhanh lên nha. Đâu. Vậy? Ê, con rồng kìa. Con rồng. Ê, tao chỉ giết mày con rồng. Mấy con mấy bạn có phép. Cái gì vậy? Đừng có giết mẹ của tôi. Ê, mau xuống đây. Cái ông thợ săn này đáng ghét. Ê, mày chết nè. Làm gì ở đây vậy? Ủa em bị bắt nhốt xuống dưới đây mà đúng không? Chị đi cứu em. Bắt xuống dưới đây nhưng mà nó không biết. Không biết chứ đây là nhà của em. Ha. Đúng là đồ ngốc. Chị xuống đây chị cứu em đó. Nhưng mà mấy bạn nghe kia đâu hết trời ơi. Rồi. Tự nhiên chị về quê của em, chị cứu em làm gì? Đây là quê nhà của em mà. Ôi, mấy thằng bạc kia đâu rồi? Nó chết hết trơn rồi hả? Rồi chết hết trơn rồi. Ôi, về rồi. Nhưng mà mấy bạn kia đâu mất hết rồi. Giết trơn rồi, quái vật tụi em là vậy mà. Lúc nào cũng dễ ra đi lắm. Tại con người ta đánh hoài, sống nay chết mai không quan trọng đâu. Thôi em còn sống là chưa rồi, đi chơi thôi. Nhưng mà chị thấy rất là buồn á, hai bạn kia dễ thương mà.
để kiếm mấy bạn khác chơi, mấy bạn nó chết veo hết trơn rồi, chơi gì vậy trời. Em không buồn à? Em không buồn tại vì chưa chị còn sống mà nên em ơi. Biết bò nhà hướng nào vậy má? Đây thằng này, mày lên. Mày đi cản mà mày không chỉ được. Không xì. Mày đi xuống đây. Em được cái quỷ ngu si này. Bé này là quý thờ đúng không? Đúng mà, tự nhiên thằng ngu si á. Mày mới ngu si á, có cái con da xanh kia đang đi chơi gặp cái con quỷ yêu nghiệt này nè. Tôi xong cứu nó xong rồi nó chửi quá trời á, chỉ đường mình đã mù đường mày. Ôi vậy là zombie không có chết hả? Quá. Mày. Ủa nhưng mà khoan mới. Em có thấy cái một cái bạn mày đi con da đen. Em có thấy một cái bạn Ripper không? Cái bạn cũng giống tựa bạn này nè. Ripper hả? À cái con bé bốn chân hả? Em có thấy mà như con đó được cái con gái gì trời ơi. Gas. Mày. Đây nè. Em là mê hay đó đi hẹn hò mày bỏ lại à cái con. Nhưng mà gas hung dữ lắm. Đừng giết bơi, đừng giết bơi. Thôi ba em bắt em về, em đi ngang chị. Bye bye. Ôi dạ. Rồi. Con gas đi ra đi bắt đâu giết. Đâu có tôi, giết bơi. Giết bơi về rồi. Gas tìm gas nhưng mà gas hung dữ lắm á. Gas lấy nữa gas cho cái quả cầu lửa nổ banh xác luôn. Ê ê. Con em là mê ngu si. Ơi Enderman. Ơi. Dạ. Cái gì đó tôi nào tôi nào quá vậy? Hello. Ơi, cái gác kìa đúng không? Gác kìa. Đâu rồi? Đi xuống đây nào. Nặng quá. Cảm ơn nghe. Mượn nghe. Bye bye. Ai mượn lên đầu người ta vậy? Ơi, đây là gác đúng không? Ôi nhìn dễ thương vậy. Không có hung dữ như cái gác khác. Tự nhiên đang bay cái tự nhiên con mũi nào đen đen rớt xuống cái đầu đâu quá. Ủa là tôi à, tôi nè. Nhưng mà em cứu bạn Ripper mất hả? Mất dài. Đúng rồi. Cảm ơn nghe, cảm ơn cứu người yêu của tôi nghe. Đúng rồi. Ủa, ai bạn về hò mà. Trời ơi, gác này dễ thương quá à. Ơi, chưa bỏ bạn em được rồi. Tự nhiên cái bạn gặp tôi mà mấy bạn không chào tôi bỏ bạn luôn. Dạ. Cảm ơn đau quá. Trời ơi, đi về. Người ta cứu cho em mà tụi em làm vậy, bạn nó giận luôn kìa. Dạy bạn đó, đi về đi. Đi về. Trời ơi, mà đi ra đường này lẻ hơn nha. Rất là dài luôn đây. Ê, Ripper đừng nổ nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao chị qua bển đây? À, đây. Hên quá, có cái bạn zombie này. Ê, mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.